Nhà mình nhiều cỏ thải lại, phun thuốc cỏ có ảnh hưởng gì đến pH của đất không? Chắc chắn ảnh hưởng đến pH. Nếu mà có thải lại cùng cái KCLO3 ấy, diệt thải lại và cũng cung cấp một phần cái lượng kali cho đất. Thế nhưng mà đối với quá trình làm hoa thôi, nếu mà em làm hoa xong rồi thì thôi. Hoặc là dùng CCC bột thì cũng có thể là do quá trình thì nó sẽ làm một phần là chết thải lại. Vườn mình cỏ tốt quá, có lên phát dọn không? Có ý định là phun kích hoa lần 30 ngày nữa mới phát để đất khô rồi tưới nước vôi trong. Em khuyên phát cỏ đi để làm gì? Phát cỏ đi để cái cỏ nó có thời gian để nó có thể tạo thành phân hữu cơ. Nếu anh phát cỏ xong nhá, anh phát cỏ xong có thể là anh xịt cho nó ít cái lấm Chico hoặc là những cái lấm vi sinh hoặc IM để bản chất là nó sẽ làm cho cái cỏ của mình phân hủy đi. Và đặc biệt là khi phát cỏ như thế này nó sẽ sạch. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu sạch đi thì trong thời gian, đặc biệt là khi chúng ta mà lúc để kích hoa ấy, khi chúng ta kích hoa là nếu nhà nào mà còn ở trong diện tích trồng cùng mà cái diện tích đấy mà bà con có nhiều cái cây mới, lúc mới ra chồi này, mới cây cỏ hoặc là những cây có nọc non ấy, thì chắc chắn một điều là hiện tượng bọ trĩ rất là nhiều. Vậy cho nên mọi người, đặc biệt là những người mà sẽ trồng kẽ ấy, thì phải lưu ý cái việc đó, sẽ nhiều cái con bọ trĩ hơn. Thế vậy cho nên là cái quá trình mà mình kiểm soát, mình đánh bọ trĩ là rất là quan trọng. Vì mọi người là đến lúc đậu quả ra hoa ấy, thì sẽ lưu ý hai cái vấn đề chính thôi: bọ trĩ, bọ trích hút, nhện. Còn nếu chắc chắn phải nhện, phải xử lý trước. Còn bọ trĩ thì thường thường là nó sẽ quay lại, bởi vì là nó là một trong những cái yếu tố mà mang thu hút, do là cái hoa nó rất là ngọt hoặc là mầm non. Và cái thứ hai là phải giải quyết, đó là hiện tượng là thán thư sương mai. Mọi người, hai cái điều đó là điều quan trọng nhất trong cái yếu tố mà làm hoa. Khi xử lý được hai vấn đề đó, còn nếu mà một số các cây và một số các vùng ấy thì nó sẽ có vấn đề, đó là cái con bọ cánh cứng. Nếu mà nhà nào có bọ cánh cứng thì nó sẽ dễ bị cắn hoa hơn. Thế cho nên là điều đó là nếu mà mọi người là đánh những dòng bọ bay trích hút rồi thì có thể là xua đuổi được một phần của cái con bọ cánh cứng. Thế cho nên là mọi người là phải lưu ý hai vấn đề đó, và đặc biệt là trước lúc kích hoa đấy thì là đảm bảo được cái lượng phân bón, lượng phân hữu cơ đảm bảo để cho cây hấp thụ nhanh hơn.